Thưa quý vị, mới đây Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận có việc gần 100 khách du lịch người Việt biến mất sau khi nhập cảnh qua sân bay Yangyang Yang của tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, khiến các hãng bay và công ty du lịch liên quan phải tạm dừng đưa khách đến hết ngày 31 tháng 10. Cụ thể trong thông báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc những người Việt này mất liên lạc đã khiến các hãng bay và công ty du lịch có liên quan phải tạm dừng đưa du khách đến đảo Giang Giang, tỉnh Gangwon đến hết ngày 31 tháng 10. Người phát ngôn cho hay, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục giữ liên lạc với giới chức Hàn Quốc, hỗ trợ tìm kiếm và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết cũng theo người phát ngôn lê thị thu hằng cục lãnh sự đang phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại việt nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc các cơ quan hữu quan nói trên sẽ cùng thực hiện các biện pháp giảm thiểu ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trước đó ngày 22 tháng 10, hãng hàng không Fly One thông báo Hàn Quốc tạm thời không thể tiếp nhận hành khách Việt đăng ký theo diện miễn visa đến sân bay Yangyang từ 0 giờ ngày 23 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Lý do là chính quyền Gangwon đang sắp xếp lại công tác quản lý và cấp visa cho người Việt nhập cảnh tại sân bay Yangyang sau thời gian thử nghiệm chính sách miễn visa. Cùng ngày, thông tin về 120 người Việt mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangyang Yang đã được đăng tải trên trang mạng xã hội của một số hội nhóm người Việt tại Hàn Quốc. Nội dung bài viết giải thích việc chính quyền tỉnh Gangwon ngừng chương trình miễn visa nhập cảnh qua sân bay Yangyang Yang là vì một số người Việt thất lạc kia.